Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một phiên bản Photoshop Online chúng ta không cần cài đặt và rất là tiện lợi. Có một số thao tác sẽ nhanh hơn so với sử dụng Photoshop phiên bản cài đặt. Trước đây mình viết một bài viết về các phiên bản Photoshop. Nó sẽ bao gồm có phiên bản CS hay là CC hoặc là phiên bản Portable không cần cài đặt. Bây giờ mình đã bổ sung thêm vào bài viết này một phiên bản, đấy là phiên bản Photoshop Online trên web không cần cài đặt. Cái này sẽ rất là tiện lợi cho các bạn mới học Photoshop, lười cài Photoshop hoặc là làm việc với Photoshop mà không cần yêu cầu cao quá về Photoshop. Làm các file nhỏ thôi, chúng ta có thể làm trên online như này, bình thường. Về ưu nhược điểm của từng phiên bản CSCC mình có viết ở trong bài viết này. Hôm nay mình chỉ đề cập đến phiên bản mới, đấy là phiên bản online ở trên web thôi, không cần cài đặt. Qua một thời gian sử dụng, mình có rút ra được một số ưu nhược điểm của phần mềm Photoshop Online này. Phiên bản Photoshop Online này các bạn nên sử dụng trên trình duyệt Chrome, nó sẽ đỡ lag hơn ở trên cốc nhé. Về ưu điểm của phiên bản Photoshop Online này, đó là thứ nhất là các bạn không cần cài. Thứ hai là nó có thêm phiên bản tiếng Việt này. Các bạn nào mà vào trang web này mà nó chưa ở phiên bản tiếng Việt thì các bạn sẽ vào phần thêm này. Phần ngôn ngữ này, chúng ta cài đặt thành tiếng Việt nhé. Ngoài ra các bạn có thể vào phần thêm này, chọn Install Photopea. Nó sẽ cài cho các bạn một cái icon Photopea ở ngoài màn hình như vậy. Ở đây mình đã cài rồi nên mình không cài lại nữa nhé. Một số thao tác làm việc với Photopea này ở trên mạng nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ mình tải ảnh ở trên mạng là tải ảnh PNG chẳng hạn. Thì trước đây chúng ta để mà copy ảnh PNG này, chúng ta phải ấn chuột phải này. Lưu về máy rồi bắt đầu mới kéo vào Photoshop. Thì bây giờ chúng ta đỡ rồi, chúng ta chỉ cần ấn sao chép hình ảnh này và Photopea này, Ctrl V. Đó. Như vậy là chúng ta có cái ảnh PNG làm việc luôn, không cần phải tải về máy nữa. Ngoài ra ở phiên bản Photoshop Online này, các bạn có thể tải ảnh về nhờ một số cái phím tắt ở đây luôn. Để ví dụ mình edit xong cái ảnh này rồi, mình kích vào PNG này, nó tải về luôn, không cần phải ấn Ctrl S rồi đặt tên rồi chọn định dạng nữa, rất là tiện. Đấy, một số thao tác nó sẽ nhanh hơn như vậy. Các công cụ ở trong Photopea này nó là các công cụ mới nhất. Ví dụ công cụ Object Section này, chọn vật thể nhanh này, nó chỉ có ở trên phiên bản CC 2020 thôi. Nhưng mà ở phần Photoshop Online này nó có luôn, chứng tỏ là các công cụ ở đây là các công cụ mới nhất bây giờ. Nhưng nó cũng có một số nhược điểm. Ví dụ như với những cái file làm việc trên 1GB này, nó không làm việc được. Bởi vì nó làm việc trên RAM, nó không có chức năng là tràn sang ổ cứng để làm việc. Cho nên là chỉ làm việc được những cái file dưới 1GB thôi. Nhược điểm khác đấy là nó không cài được các cái plugin nữa. Chúng ta dùng Photoshop kiến trúc, chúng ta sẽ cài thêm một số plugin thêm vào để làm ảnh đẹp hơn, để chỉnh màu, chỉnh sáng cho ảnh theo các set có sẵn. Thì ở trên phiên bản Photoshop Online này, nó không cài được plugin. Và một nhược điểm nữa là cái phím tắt ở phiên bản Photoshop Online này nó không giống với phiên bản chúng ta cài đặt về máy. Để xem phím tắt thì các bạn vào phần thêm này, các phím tắt bàn phím này. Ví dụ như lưu file, chúng ta ấn Ctrl Shift S, lưu ra file mới, Ctrl Alt Shift S cơ. Các bước tiến lùi này cũng giống rồi. Zoom chuột là giữ phím Alt thì zoom này. Các công cụ phím tắt đều như vậy, đều như phiên bản offline. Biến dạng chúng ta thường dùng Ctrl T ở phiên bản offline thì đây nó là Ctrl Alt T. Một số phím tắt chúng ta phải làm quen lại. Và cũng có bạn sẽ hỏi là nếu mà mất mạng thì nó còn dùng được không? Thì mất mạng vẫn dùng bình thường nhé, bởi vì nó làm việc ở trên RAM, chúng ta mất mạng sẽ không bị mất file. Một số nhược điểm khác, các bạn kích vào phần tài khoản này để xem này. Chúng ta dùng phiên bản miễn phí, nó sẽ phải xem quảng cáo ở phía bên phải này. Chúng ta bị mất một khoảng không gian làm việc đi rồi. Số bước lịch sử, số bước Ctrl Z sẽ chỉ có 30 bước thôi. Còn các bạn trả phí, các bạn sẽ không phải xem quảng cáo. Ctrl Z 60 lần. Các cái mức phí của các phiên bản ở đây, sử dụng một mình hay sử dụng theo team này,
Nhưng với cái yêu cầu của mình ý, thì mình sử dụng phiên bản free miễn phí này cũng đủ dùng rồi. Cũng không cần phải nâng cấp lên phiên bản này, tùy nhu cầu của các bạn thôi. Như vậy là bây giờ chúng ta có thể quên cái phiên bản Photoshop Portable không cần cài đặt đi rồi, chúng ta dùng trên web luôn. Rất là tiện lợi. Mình xin kết thúc cái phần giới thiệu cái phiên bản Photoshop Online này ở đây. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.